Suốt nhiều ngày qua, câu chuyện về bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều sao Việt cũng có đăng đàn chia sẻ quan điểm và thể hiện bức xúc của mình trước sự việc. Hôm 1 tháng 1 năm 2022, siêu mẫu Hà Anh cũng có bài viết về vấn đề này. Trong đó cô cho rằng, việc một phụ nữ trưởng thành đánh đập, tra tấn tinh thần thể xác một đứa bé 8 tuổi nhiều tháng liền là tội ác. Không những vậy, Hà Anh còn lên án gay gắt cha ruột của bé, đồng thời đề cập đến trách nhiệm của mẹ ruột. Cô cho rằng phải có uẩn khúc gì đó thì đến thời điểm hiện tại, người mẹ mới chưa lên tiếng. Chính vì điều này, siêu mẫu Hà Anh đã nhận về không ít gạch đá từ dân mạng. Nhiều bình luận cho rằng chân dài đã công kích và đánh giá người mẹ hơi quá, nhất là khi người mẹ này vừa gánh chịu cú sốc mất đi con gái. Thậm chí có tài khoản còn cho rằng siêu mẫu quá lạnh lùng và vô cảm. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, tối 2 tháng 1 năm 2022, siêu mẫu Hà Anh đã đăng tải một bài viết khác và đặt chế độ tắt bình luận. Trong đó chân dài đã gửi lời xin lỗi đến mẹ của bé gái và tuyên bố xóa bài đăng trước đó. Hà Anh cho biết cô từng đặt câu hỏi vì sao mẹ bé gái không đến tìm con hay can thiệp vào vụ việc. Tuy nhiên sau khi đọc bài viết mới nhất về hành trình tìm gặp con gái của người mẹ thì cô mới thấy rằng hai con người kia thủ đoạn và mất hết nhân tính. Hà Anh viết, tôi chân thành chia buồn với chị và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xóa status trước để tránh gây thêm tổn thương cho chị. Bên cạnh đó Hà Anh còn ngỏ ý muốn giúp đỡ mẹ của bé gái. Cô nhắn nhủ, nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào, đừng ngại liên lạc với tôi. Là mẹ của một bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước của chị không chỉ là tìm lại công lý cho bé An, mà là sống khỏe và mãnh liệt để chăm sóc và nuôi nấng cho bé em của An. Có vậy bé An mới yên tâm chị nhé, thương.